Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: "Xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel." Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Phedaya, Misael, Mankiya, Hashum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: "Amen, Amen." Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabak, Hanan, Belaya và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: "Ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc." Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: "Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi." Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: "Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi." Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng 7, và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng: "Hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép." Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
chương 9. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, Yeshua, Bani, Cadmien, Shebania, Bunni, Serebia, Bani và Kenani đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Yeshua, Cadmien, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Shebania và Phetahia nói rằng: Hãy đứng dậy, ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Chúa ơi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít và dân Ghi-rê-ga-xít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tôi bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaon, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự của nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình, và trong sự bội nghịch mình, cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng làm một con bò con đực mà rằng: Này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ê-díp-tô, và chọc cho Chúa giận nhiều, thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước đặng uống khác. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng.
chúng nhận được nước của Sihon, tức nước của vua Hết-bôn và nước của Ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ, và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song khi chúng trở lại kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dù vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa là luật lệ, nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ đời các vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi. Này, chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sinh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi, tại cớ tội lỗi của chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đang bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-se, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi,
thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ephabra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong Con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, vốn là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chương 2. Và tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em.
thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻ có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời hãy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó thể dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Thi Thiên thứ 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự giữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.